Ồ, chào anh em nhá, chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái clip mới nhất trên kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách gọi là bắt cầu sóc đĩa nha anh em nhá. Đấy, anh em chúng ta chơi sóc đĩa thì gọi là chơi thì chơi theo nhiều cách đúng không? Đấy. Nhưng mà đa số phần lớn thì anh em sẽ chơi theo kiểu gọi là bắt cầu tự nhiên. Đấy. Thích tài nào đánh tài đấy đúng không? Đấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái công thức nhá. Đấy, công thức đánh đàng hoàng luôn anh em ơi. Đấy, công thức để làm gì? Công thức để chúng ta dựa vào nó đánh cho nó dễ hơn đúng không anh em? Đấy, nó anh em hiểu đơn giản thế là được rồi. Đấy, đánh cho nó hiệu quả hơn anh em. Đấy, và chúng ta chốt lãi nữa. Ok chưa? Bây giờ thì vào luôn nhé anh em nhá. Đấy, thì anh em sẽ lấy cho mình gọi là cái phiên đầu tiên này. Từ từ, đợi 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 mình đã nhé anh em nhá. Đấy, một hai tay đầu thì mình cứ đánh theo xu hướng đã nhờ. Đấy. Đánh dạo đã, tí nữa công thức sau nhé anh em nhá. Thì nó chỉ anh em công thức sau. Ok chưa? À, tay này nó ra một con lẻ này anh em. Đấy, cầu nó đang đi bệt đỏ rồi, thấy không? Anh em thấy nó đang đi bệt đỏ không? Bệt đỏ mấy tay đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 tay. 8 tay đỏ và nó lại nhảy xong một con lẻ anh em ạ. Đấy, 8 tay chẵn, nó nhảy xong một con lẻ. Thì tay này khả năng là mình sẽ đánh hồi ấy đi. Hồi một con chẵn đi nhờ anh em nhờ. Bởi vì đây nó là cầu bệt. Đấy, mà nó bẻ như thế thì rất có khả năng cao nó sẽ hồi hồi chẵn anh em ạ. Đang bị chẵn mà xong nó bẻ con lẻ, khả năng cao nó sẽ hồi một con chẵn đấy. Mình cứ đánh một con chẵn nào nha anh em nhá. Nào xem ra đi đây. Đấy, ra có luôn con trắng rồi. Thì anh em có thể thấy là vốn của mình hôm nay là 69 củ nhá. Mình sẽ làm sao lên tầm 75 củ là mình nghỉ thôi. Đấy, tầm đấy là nghỉ được rồi đúng không anh em? Hoặc là 72, 73 củ gì đấy, tầm đấy nghỉ được rồi. Đấy. Nói chung là lãi vài M một ngày thôi là ok rồi đúng không anh em? À, thì bây giờ mình sẽ đánh tiếp một con chẵn nhá anh em nhá, hay đánh lẻ nhá. Thôi tay này đánh chẵn đánh lẻ đi anh em. Đấy, bắt 1-1 luôn nhá. Để xem nó có ra 1-1 không. Đấy, nốt tay này thì mình sẽ chỉ cho anh em công thức nhá. À mà thôi, bây giờ trong thời gian chờ đợi thì chẳng làm gì thì cũng chỉ luôn cho anh em công thức nhá. Đấy, công thức thì anh em chỉ cần lấy hai cái phiên gần nhất này. Đấy, anh em thấy không? Thì anh em chú ý nghe mình nhá. Cái phiên hai cái phiên này thì nếu mà hai hai nếu mà à bây giờ nói này cho dễ hiểu. Đỏ anh em sẽ tính là một mà trắng anh em sẽ tính là hai nhá. Thì nếu mà ở cái phiên này ví dụ như ở hai cái phiên gần nhất này nó là một con đỏ một con trắng, anh em trắng là hai đúng không? Và đỏ là một đúng không? 2 cộng 1 thì sẽ bằng 3 đúng không? 3 là lẻ. Đấy. Sau đó anh em sẽ đi tìm tiếp cho mình cái điểm hàng dọc này. Tìm tiếp cho mình cái điểm hàng dọc nhé anh em nhé. 1, 2 này. Đấy. 3, 4, 5 điểm hàng dọc này. Ở đây sẽ có 5 điểm hàng dọc sao? 3 cộng 5 sẽ bằng 8. 8 là chẵn thì vừa nãy nó ra lẻ à? Đây để check nốt cái tay này nhá. Bây giờ thì lại là một trắng một đỏ thì lại tính là 3 điểm đúng không anh em? Đấy, lại tính là 3 điểm. Sau đó lại tìm điểm hàng dọc tiếp. Điểm hàng dọc nghĩa là sao? Nghĩa là ở mỗi cái hàng dọc này nó có hai con trắng và hai con đỏ thì nó sẽ gọi là có điểm. Đấy, thì anh em sẽ tính là một điểm cho mình nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm này, đếm này. 1 này, 2 này. Đấy, có hai điểm thôi. Ở đây sẽ là 3 cộng 2 bằng 5. 5 thì khả năng cao là tay này sẽ ra chẵn rồi. Đợi xem ra gì nhá anh em nhá. Thì mình sẽ đánh một con chẵn đi. Đấy, đánh một con chẵn luôn đi. Đấy, xem có phải là chẵn đánh lẻ lẻ đánh chẵn không? Ồ, ra một con lẻ à. Cầu này cũng khó đi đấy anh em ơi. Cầu này cũng khó đoán. Thì thôi thì cứ gọi là chẵn đánh chẵn lẻ đánh lẻ nhá anh em nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng vào luôn này. Nào, loát đi. Bây giờ nó sẽ là hai con trắng. Hai con trắng thì mình đã nói một con trắng là hai điểm rồi đúng không? Thì ở đây nó có hai con trắng. Đấy, thì anh em sẽ tính là 4 điểm cho mình nhá. Sau đấy anh em sẽ đi tìm cho mình cái điểm hàng dọc này. Thì ở đây sẽ có một điểm hàng dọc này, 2 này, 3 này, 4 này. Có 4 điểm như vậy là 4 cộng 4 bằng 8, 8 nó chẵn thì anh em sẽ đánh cho mình một con chẵn luôn nhá. Đấy, ok chưa? Rất là dễ hiểu vậy thôi anh em, nói chung là đánh thì công thức thì đơn đơn giản dễ hiểu vậy thôi, nhưng mà hiệu quả của nó thì không đơn giản đâu anh em ạ. Những anh em nào mà đang xem video này ấy, mà không có vốn hoặc là vốn ít thì anh em cứ tự tin mà anh em nạp vào anh em đánh cho mình nhá anh em nhá. Đấy. Cứ tự tin mà nạp đánh cho mình, không không có gì phải lo đâu anh em ạ. Đấy, lo gì anh em, đi mẹ. Kiểu nào chả đánh được, vốn nào chả đánh được, miễn là cái quan trọng là mình phải gọi là đánh đều tay này đấy, kiểm soát vốn một cách hợp lý anh em ạ. Đấy, nói chung là làm chủ của bản thân mình đấy, thì kiểu gì phần thắng nó cũng thuộc với anh em thôi, không lệch đi đâu được đúng không anh em? Thì cái tay này mình lại lệch tiếp rồi anh em ạ, hơi buồn đúng không? Thì bây giờ lại là hai con trắng tiếp này. Hai con trắng thì điểm hàng dọc ở đây sẽ là
một này. Đấy. Có một điểm bằng dọc thôi anh em ạ. Đấy, đếm được có một điểm bằng dọc thôi thì ở đây sẽ là 4 cộng 1 bằng 5 đúng không? 4 cộng 1 bằng 5, 5 nó lẻ thì anh em sẽ lại đánh cho mình một con lẻ nhá. Đấy. Lại hai mở lẻ này. Sợ con này lại bẻ tài chứ anh em, đủ má. À sợ con này lại bẻ thằng chặn nhá. Đấy, biết ngay mà. Như vậy là chặn đánh lẻ để đánh chặn à? Ok, chặn đánh lẻ để đánh chặn nha anh em nhá. Quyết định công thức là chặn đánh lẻ để đánh chặn. Nói chung là anh em mà áp dụng công thức ấy thì anh em cứ căn xem nào, căn tầm vài ba tay xem là đánh thuận hay đánh nghịch. Đấy, thuận nghĩa là sao? Nghĩa là chặn đánh chặn, lẻ đánh lẻ ấy. Còn nghịch là chặn đánh lẻ, lẻ đánh chặn anh em. Đấy, áp dụng công thức vào thì anh em nên soi vài tay. Đấy, bỏ ra thời gian soi vài tay anh em ơi. Ở đây thì sẽ là một con đỏ, một con trắng thì anh em sẽ tính là 3 điểm cho mình và sau đó là sẽ đi tìm điểm hàng dọc nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 điểm bằng dọc lợn anh em ạ. Đấy thì 3 cộng 5 bằng 8, 8 là chẵn thì anh em lại đánh cho mình có lẻ nhá. Bây giờ thì lại đánh cầu ấy luôn anh em ơi. Lại đánh gọi là cầu nghịch đi. Đánh cầu nghịch mà lại ra cầu thuận thì đi ăn quá nhờ anh em nhờ. Đấy, đúng là đi ăn luôn đấy. Đấy ok, ra luôn một con chẵn này anh em. À ra luôn một con lẻ này. Như vậy là chuẩn luôn rồi. Không lệch đi đâu được anh em ạ. Ngon. Bú liền anh em ơi. Rồi tiếp tục nào anh em ơi. Ở đây sẽ là một con trắng và một con đỏ tiếp thì anh em sẽ tính là 3 điểm cho mình nhá. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm điểm hàng dọc này. 1 này, đấy, 2 này, 3 này. Có 3 điểm hàng dọc, như vậy là sẽ là 3 cộng 3 thì 3 cộng 3 bằng 6, 6 nó là chẵn thì lại đánh lẻ tiếp à. Ok, tay này đánh 3 lít đi. 4 lít đi. Ok, 4 lít. Thêm 60 nữa. 460k và lót ở dưới này mỗi bên 1 lít nữa đi anh em. Rồi ok nhá. Ra gì đây? Ồ, ra chẵn anh em ạ. May là tay này mình còn đánh nhỏ đấy. May là đánh nhỏ đúng không anh em? Kệ đi, cũng được. May là đánh nhỏ không đánh lớn chết nữa. Tiếp theo đây thì sẽ là lại là một con trắng một con đỏ anh em ạ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đi tìm điểm hàng dọc này. Ở đây thì sẽ có 1 2 3 4 4 điểm hàng dọc. Như vậy là 3 cộng 4 4 bằng 3 cộng 4 bằng 7 đúng không anh em? 7 nó là lẻ, anh em sẽ lại đánh cho mình một con chẵn nhá. Để đánh 5 lít thôi. Đấy, mạng lag anh em ạ. Và dưới này mỗi bên 1 lít nữa đi. Nhớ được tay thứ tử ngon nhỉ anh em nhờ. Đấy, được tay thứ tử ấy ngon. Mà nếu được thì cũng nghỉ luôn đi anh em ơi. Đánh làm gì nữa đúng không? Nghỉ luôn. Ui, thôi nghỉ anh em ơi, nghỉ nhá. Lại M3 được rồi, thôi dừng được rồi. Bởi vì cầu này nó hơi đen anh em ạ. Nên là mình sẽ lựa mình dừng nhá anh em nhá. Như vậy là đã có, chúng ta chỉ có được 1 M3 4 thôi. Nhưng mà 1 M3 lãi thôi. Nhưng mà 1 M3 cũng được rồi đúng không anh em? Cần gì nhiều. Thì bây giờ còn thời gian rảnh mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái app game nhá. Đấy. Con game này thì mình sẽ không tiện nói tên ở đây, nhưng mà đường link truy cập mình có gắn ở bên dưới phần mô tả của video. Anh em có thể click vào đó tải về trải nghiệm nhá. Nếu mà anh em nào mà gặp cái vấn đề gọi là không tải về được hoặc là tải về không chơi được thì anh em cứ lên CH Play hoặc là App Store, anh em gõ 4 số 1 là nó sẽ ra một cái app, anh em tải về. Sau đó anh em bật lên là sẽ giải quyết được nha anh em nhá. Chơi được luôn. Ok chưa anh em? Đấy, còn bây giờ thì khả năng là video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip lần sau nhá. Bye bye anh em.